kính thưa tất cả các quý vị, kỳ họp VGF năm nay diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt. Việt Nam vừa tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC và đã đạt được sự đồng thuận để tiếp tục thúc đẩy hội nhập khu vực, củng cố niềm tin trong nền thương mại tự do và công bằng. Năm nay chúng ta kỷ niệm 30 năm thực hiện chính sách mở cửa đầu tư nước ngoài của Việt Nam và chúng ta cũng rất mừng khi nhận được thứ 20 của CVS, một cơ chế đối thoại chuyên nghiệp, thiết thực, có hiệu quả và đầy sức sống giữa cộng đồng kinh doanh và chính phủ. Một mô hình riêng có ở Việt Nam chưa có tiền lệ trên thế giới. 20 năm qua một hành trình không mệt mỏi để chính phủ, cộng đồng kinh doanh chúng ta cùng nắm tay nhau để cải thiện môi trường kinh doanh, đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến thân thiện hàng đầu trên thế giới. Và suốt 20 năm qua với gần 40 kỳ đối thoại, hàng ngàn lượt kiến nghị của các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước đã được các cơ quan chính phủ ghi nhận, tiếp thu và những cam kết, những định hướng, những gợi mở của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chính phủ tại diễn đàn Unox cho nhiều doanh nghiệp có thêm niềm tin và tầm nhìn dài hạn về các dự án và các đầu tư kinh doanh. Cơ chế đối thoại VGF là một viên gạch nhỏ góp phần xây lên con đường cải cách của Việt Nam. Và suốt trong hành trình đó, chúng tôi chân thành cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay từ ngày còn là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, rồi bây giờ trên cương vị là người đứng đầu của Thủ tướng Chính phủ, đã luôn quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo diễn đàn và hôm nay đã có mặt tại đây để cổ vũ, động viên VGF vào lần sinh nhật lần thứ 20 này. Xin chân thành cảm ơn Thủ tướng. Kính thưa Thủ tướng, thưa quý vị, trở lại câu chuyện về môi trường kinh doanh ở Việt Nam, chúng ta có thể nói rằng kể từ đầu nhiệm kỳ mới của Chính phủ, đặc biệt là trong năm 2017, môi trường đầu tư kinh doanh đã có những tiến bộ vượt bậc. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ đã có nghị quyết 19, nghị quyết 35 và nhiều chương trình hành động thiết thực khác để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, Chính phủ đã đề ra các mục tiêu và yêu cầu cải cách quan trọng, không thanh tra kiểm tra chồng chéo, không hình sự hóa quan hệ kinh tế dân sự, thực hiện chính phủ điện tử, cắt giảm tối thiểu 30-50% các thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh hiện hành, đưa Việt Nam trở thành một trong ba nền kinh tế có chất lượng thể chế của môi trường kinh doanh thuận lợi hàng đầu trong ASEAN và hướng tới chuẩn mực của OECD là những chương trình cải cách và mục tiêu cải cách mang lại niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Sự cải thiện thứ hạng của Việt Nam trong các bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới, của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới và việc người dân và doanh nghiệp đã hăng hái đầu tư phát triển doanh nghiệp, đưa con số thành lập doanh nghiệp vào năm nay đã vượt mức trên 120.000 doanh nghiệp là minh chứng cho điều đó. Mặc dù đã có nhiều cố gắng và có những thay đổi tích cực, sức mạnh của công cuộc cải cách đã được lan tỏa, nhưng những doanh nghiệp Việt chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và chặng đường cải cách môi trường kinh doanh ở Việt Nam vẫn còn rất gian nan. Gần 60% doanh nghiệp vẫn trong tình trạng kinh doanh không có lãi. Trong 11 tháng đầu năm 2017 vẫn có tới 65.000 doanh nghiệp buộc phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động. Khoảng cách về chất lượng thể chế và môi trường kinh doanh của Việt Nam so với 3 nền kinh tế dẫn đầu ASEAN vẫn còn khá. Nhiều loại chi phí kinh doanh của Việt Nam hiện nay vẫn còn cao và đang có xu hướng gia tăng. Điều kiện kinh doanh còn nhiều cản trở, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, hành chính đối với xuất nhập khẩu còn phức tạp, chưa được cắt giảm như mong muốn. Các doanh nghiệp tư nhân trong nước còn đáp thuế so với các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp FDI về quy mô nhưng lại phải chịu nhiều thiệt thòi trong tiếp cận đất đai, tiến độ cũng như mức lãi suất quản lý. Mức lương tối thiểu tăng nhanh hơn tốc độ tăng năng suất lao động trong nhiều năm qua đã kéo theo đó là gánh nặng đóng góp quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phí công đoàn và các khoản phí bắt buộc khác. Mặc dù Việt Nam quốc gia có quy mô xuất khẩu lớn nhưng chi phí logistics của Việt Nam lại cao và kém cạnh tranh so với nhiều nước. Từ thực trạng nêu trên, chúng tôi đề nghị chính phủ, các bộ ngành và địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa tốc độ cải cách cụ thể, các giải pháp hơn nữa và minh bạch hơn nữa các thủ tục hành chính. Các nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và phát triển kinh tế tư nhân của Đảng cần được chính phủ cụ thể hóa thông qua các chỉ tiêu định lượng, đồng thời có ràng buộc trách nhiệm đối với tất cả các cấp chính quyền và người đứng đầu trong việc thực hiện. Chúng tôi đề nghị chính phủ nghiên cứu và ban hành cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy sự gắn kết các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp tư nhân trong nước trong các lĩnh vực như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ, hình thành các chuỗi giá trị, tạo môi trường để các doanh nghiệp nội, doanh nghiệp ngoại để trở thành các đối tác cộng sinh cùng có lợi trong nền kinh tế Việt Nam, góp phần tạo ra các động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ và thực hiện quốc tế hóa được khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ và vừa, những chủ nhân đầy năng động của nền kinh tế số, và đó phải là định hướng sách quan trọng bậc nhất của nền kinh tế nước ta trong thời gian tới. Chúng tôi cũng đề nghị chính phủ có những chỉ đạo cụ thể trong việc bảo đảm tốc độ tăng lương tối thiểu không tăng nhanh
hơn so với tốc độ tăng năng suất lao động trong năm tới, từ đó giúp cho các doanh nghiệp có điều kiện giảm chi phí, tăng chất lượng đầu tư, tạo việc làm cho người lao động. Điều này rất quan trọng khi mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang rất thiếu vốn nhưng lại khó thể hiện được tài tín dụng ngân hàng và lãi suất hợp lý. Kính thưa Thủ tướng, thưa tất cả các quý vị, xin chúc mừng Thủ tướng và Chính phủ cùng đồng doanh nghiệp đã hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay. Và chúng tôi hy vọng cùng với mục tiêu tăng trưởng, số lượng chất lượng tăng trưởng cũng sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Và cộng đồng kinh doanh sẽ được sát cánh với các cơ quan chính phủ trong nỗ lực này. Và tôi tin rằng PVF sẽ luôn là một kênh đối thoại hữu ích của chúng ta trong quá trình đó. Xin chân thành cảm ơn Thủ tướng. Cảm ơn tất cả các quý vị.